Bố nhà cô đi một cái lại bệnh viện 3 năm giờ mới về. Không biết nhớ bố mẹ à? Tại bố cứ giúp con lấy chồng làm con chẳng dám về nhà. Không phải thì con đi luôn đi, còn vác cái mặt vào đây làm gì? Bố, con nhớ bố quá. Vẫn cái mùi quen thuộc này. Gì mà quen thuộc? Mùi hôi lách của bố, con nhớ nó. Đúng là đặc biệt thật. Không sao đổi ông ấy luôn đấy. Mẹ con nhà bà vừa mới về đã hùa nhau à? Mẹ ơi cứu con. Bố đánh con. Nốt cả mắt. Nhiều cá không anh? Đây. Được bữa rồi. Em làm gì ngồi đây như mất hồn thế? Anh có đậu đại học không? Số anh phải bán đít con trâu cả đời rồi. Còn em thì sao? Em cũng trượt rồi. Bao năm vất vả đèn sách, giờ lại cung cốc. Thế em đã có dự định gì chưa? Hay lại chuẩn bị đỗ trường chăm mâm? Lấy chồng sớm làm gì hả anh? Mà anh có dự định làm gì không? Anh cảnh con nhà nghèo, bố mẹ đã vất vả nuôi anh ăn học, giờ trước mắt anh hãy đi làm thuê đỡ đần bố mẹ thôi. Thế em đã dự định làm gì chưa? Trước mắt thì em sẽ lên thành phố làm thuê đã. Cũng muốn xem mình có cơ hội phát triển ở trên đó được không. Trong bọn mình có mỗi em là kiên cường và mạnh mẽ nhất. Nhưng anh tin, dù ở đâu thì em cũng sẽ thành công. Mà biết đâu em lại lấy chồng ở trên đó, khỏi về luôn thì sao? Nếu vậy thì anh phải chúc mừng cho em thoát được ế chứ. Nhớ giữ gìn liên lạc em nhé. Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Thôi em về đây. Ai nhưng bất tư ấy nhỉ. Bác Tư, chú Chí đấy à? Ruộng nương gieo vãi hết rồi, bác còn vác cuốc ra đồng làm gì đấy? Tôi vừa ra đồng tháo tí nước. Cũng gần đến nhà em rồi, mời bác vào nhà em uống nước cái đã. Thế nhà chú gần đây à?
Thành ra mình lâu lắm mới gặp nhau. Mời bác vào trong nhà em ngồi. Thôi, chị Phương bảo lấy nước ra đây, anh em mình ngồi đây cho mát. Vâng, vậy bác ngồi đây chờ em vào lấy nước. Em mời bác. Tôi xin. Thím với cháu nhà mình đi đâu mà tôi chẳng thấy. Còn bé nhà em nó thi trượt nên thành phố rồi. Giờ nhà còn có hai ông bà vắng teo ấy. Nhà em vừa ra ngoài có chút việc. À, bác có hút thuốc không? Có chứ. Anh em mình mà không có cái môn này còn ra cái gì. Tôi là nghiện lắm đấy. Ngày nào cũng phải ôi chục điếu. Nàng mình năm nay bọn trẻ thi trượt nhiều quá bác ạ. Cứ nghỉ học cái là lấy chồng lấy vợ hết luôn. Nhà bác cũng có một thằng đúng không? Đã có mối nào chưa? Cứ làm cho nó chăm mâm cho xong. Tôi cũng muốn thế, nhưng dục mãi nó chẳng lấy vợ. Chuyện hôn nhân của nó tôi cũng chẳng muốn can thiệp nhiều. Còn nhỏ nhà em cũng thế. Dục lấy chồng nó cứ ngơ đi, kẻo lại đi làm ăn xa, biết bao giờ mới được ăn cháu. Thế anh em mình giờ già hết cả rồi, thuận theo tự nhiên thôi chứ ạ. Cũng tối rồi, tôi xin phép chú tôi về nhá. Vâng, thế bác về nhá. Bố nhà cô nghĩ một cái là bệnh viện 3 năm giờ mới về. Không biết nhớ bố mẹ à? Để ngắm xem nào. Con gái mẹ xinh quá, ra ngoài nhìn khác hẳn ra. Tại bố cứ giúp con lấy chồng làm con chẳng dám về nhà. Không phải thì con đi luôn đi, còn vác cái mặt vào đây làm gì? Bố, con nhớ bố quá. Vẫn cái mùi quen thuộc này. Gì mà quen thuộc? Mùi hơi lách của bố, con nhớ nó. Đúng là đặc biệt thật. Không sao rồi ông ấy luôn đấy. Mẹ con nhà bà vừa mới về đã hùa nhau à? Mẹ ơi kiếm con. Bố đánh con. Thôi. Thôi ông. Vào nhà đi con.
vào nhà đi. Thì mẹ cầm ba ly cho. Con gái mẹ giờ lớn mà xinh quá đi. Về là tốt rồi. Cũng ngày này của 3 năm trước mình đã rời quê hương. Cảm giác này thật quen thuộc. Con gì chưa? Anh chưa. Nghèo như anh khó lấy vợ lắm em. Giàu nghèo thì liên quan gì hả anh? Còn em, anh nghe nói em đã làm bà chủ rồi đúng không? Em giỏi thật đấy. Em cũng mở một cửa hàng neo, thu nhập cũng ổn định anh ạ. Còn anh thì sao? Anh chúc mừng em. Không như anh vẫn cứ bám đi con trâu. Mà sao bảo giữ liên lạc em lại cứ mất hút thế? Tại bố em cứ suốt ngày giục lấy chồng nên em sợ không dám lên mạng nữa anh ạ. Điện thoại giờ chỉ để nghe gọi thôi. Thế giờ muốn lấy chồng rồi à? Lên mới về nhà đúng không? Đi biệt biệt mấy năm thì em cũng phải về thăm bố mẹ với ông bà chứ anh. Còn em, ma là nó thèm. Thế mà vẫn có một con ma ngu ngơ chờ em mấy năm nay đấy. Vậy con ma đó còn sống không anh? Còn. Mà nó vẫn chờ em trở về đấy. Chết rồi thì em bỏ qua, chứ còn thở này em lấy. Con ma đó nó không thích đùa đâu em. Thì em cũng đâu có đùa. Anh về nhắn con ma đó giùm em nè. Anh bảo nó cạo râu đi, chứ để râu thế này thì em không thèm lấy đâu đấy.